Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City. Ok, đây là cái nông trại rồng nhỏ bé của mình đây. Ồ, và mình có một cái chú rồng mới đây các bạn. Cái trứng mới. Ha ha, chú này sẽ cho ở đây. Ok, baby. Rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho cái con rồng nhỏ bé của mình lên level nhé các bạn. Cho chú ấy ăn cho mập lên luôn. Nuôi cho nó mập lên. Ha ha. Ok. Chú ấy bự lên chút xíu rồi kìa. Lên level 4 là chú ấy bự lên chút xíu. Cho chú ấy lên level 10 luôn nha các bạn. Ok, level 7 là mập lên rồi các bạn ơi. Level 7 là mập cách xì rồi. Ok, vậy chú ấy bây giờ ra u nụ rồi. Ha ha, bây giờ thì chúng ta đã có một chú rồng mới rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nha mọi người. Ồ, chúng ta được 2 viên kim cương luôn. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đi quậy nha các bạn. Đâu rồi? Mình sẽ đi bắt xe đi kiếm người solo chơi. Mình đã quýnh tới đây rồi. Mình sẽ dắt cái con mới của mình đi quánh cho các bạn xem. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ok. Cái con Bonzo của mình nó lên được 1 sao rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ xúc cái chú rồng nhỏ này. Cái chú rồng này chỉ có level 4 thôi. Và mình sẽ chơi cái chiêu số 3 của mình. Dậm đất và dục lửa luôn. Ok, chú ấy lên bảng ngồi rồi. Cái con này nó cùng con này là sao nó giống y chang mình vậy ta? Nó giống y chang mình, chỉ là nó nhỏ hơn mình thôi. Ok, mình sẽ đấm thường nó nha các bạn. Ủi cái nào? Mày bưởi. Oh my god, mấy cái chú này hơi bị yếu so với cái tem của mình hiện tại luôn các bạn ơi. Ok, được 25 tiền. Bây giờ mình sẽ đổi cái chú rồng mới nha các bạn. Bây giờ cho cái chú hệ lửa đi vô đi, cho cái chú hệ cho chú này đi ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu coi nào. Đâu rồi cái chú? Cái chú rồng này của mình đứng hàng số 3 các bạn ơi. Đổi được không? Không đổi được các bạn ơi, sao kỳ vậy? Đây, cho cái chú này ra đi nào. Nó quên các bạn ơi, này là lửa hệ quả mà mình là hệ mộc, là quả đó. Quả đốt mộc chết, sai rồi. Cái chiêu này là sai rồi. Ok, đấm thường thôi các bạn. Sử chú rồng nào. Ha ha. Mặc dù kỵ hệ nhưng mà sức chiến đấu của mình rất là cao. Hệ nước quýnh mình đâu có thấm đâu. Ok, nước kỵ với hệ mộc các bạn à. Bây giờ mình sẽ dùng chiêu số 3 của cái chú wow, quấn quýt luôn. Đam lên 3000 mấy luôn các bạn ơi, khủng quá. Bây giờ tới cái chú này, chú đá rồi. Căng đây. Đá mà quýnh với mộc thì mình làm sao chịu nổi ta. Bây giờ xúc luôn nha các bạn. Vì sức chiến đấu của mình hơi bị cao cho nên mình level 10 rồi. Tấn công luôn nào. Quấn quýt đá luôn. Hút hết năng lượng của đá luôn. Quá tuyệt vời. Victory. Ok, chúng ta quấn ăn 2 trận rất là ngọt luôn. Wow, chúng ta được 3 viên kim cương luôn các bạn. Dường như đi quấn cái này là chúng ta có kim cương luôn ấy. Ok. Bây giờ chúng ta thử một trận nữa xem. Con này là nó level 6, mình level 10.
Trận này mình sẽ cho cái chú rồng này ra đi cho nó đẹp. Nó chú rồng nhìn rất là ngầu luôn, đúng không các bạn? Nhìn rất ngầu. Ok, mình sẽ lấy lửa, rồng lửa, nướng đá đi. Con này thầy đá. Đam lên 2000 mấy luôn nhưng mà không chết. Haha, no đam. Mình máu 4000 mấy luôn các bạn ơi. Con này quýnh mình không thấm. Ok, mình sẽ xài chiêu số 1. Thì chiêu bắn lửa ngay giữa ngực. Rất đẹp. Ok, và đây là cái con rồng nhỏ xíu rồi. Con rồng nhỏ xíu mới level 5 hả các bạn. Chúng ta là rồng bự. Rồng bự và ăn hiếp rồng nhỏ các bạn. Đó, ăn hiếp rồng nhỏ luôn. Chiêu. Đó, rồng bự ăn hiếp rồng nhỏ rất là lợi hại luôn. Ok, và bây giờ là tới cái con hệ đá. Trời ơi, nó quýnh mình kìa. No dam. Trời ơi, không thấm các bạn ơi. No dam, có nghĩa là không dính miếng máu nào hết. Ok, phun lửa. Bắn rồi là tia lửa luôn. Đó, nham thạch từ trên trời rơi xuống luôn. Làm sao mà chịu nổi. Victory. Quá tuyệt vời các bạn à. Ok, HNT chỉ là mới chơi cái trò này thôi nhưng mà quýnh rất là bá đạo luôn. Và tiếp theo, màn tiếp theo mình sẽ quýnh với con gì đây? Hình như là càng ngày mấy con này level nó càng cao lên hay sao ấy. Ok. Chiêu số 3. Đá quýnh lửa là lửa đá giăng dách liền. Lửa giăng dách chứ lộn. con rồng này kìa. Con rồng này nhìn ghê quá các bạn. Nó sao nó xanh lè xanh lét vậy nhỉ? Con rồng này sao nhìn nó xanh lè xanh lét, nó chỉ có cái màu xanh thôi sao? Ok, mình sẽ xài cái chiêu đấm thường các bạn. Tấn công nào. Đó, dính chưởng 1000 mấy, 1214. Wow. Thì ra là con này gọi là nó, cái con rồng đó là nó để chế độ ẩn danh các bạn ơi. Ẩn danh. Ok, không sao, hãy xem mình đây. Con này vẫn còn rất mạnh, rất mạnh các bạn. No dam, quá tuyệt vời. Không thấm mình. Hãy xem mình ủi nó đây. Đó, đi bụi liền. Victory, một em nữa. Bây giờ tới cái con này là nó cùng hệ với mình luôn nè. Nó cùng giống mình luôn. No dam kia. Ok, no dam là không có thấm mình rồi. Mình sẽ đổi đi. Mình đổi cái chú cho cái chú rồng này ra quýnh đi. Đó. Cho cái chú rồng này ra bắn laser rồi. Hãy xem chú này bắn laser nè các bạn. Chiêu. Vẫn không chết. Con này vẫn rất là lì luôn. Nó quýnh mình no dam luôn rồi. Đây tuyệt chiêu của rồng đây. Tấn công nào chú rồng nhỏ bé. Ha ha. Một màn thắng rất là đẹp của HNT luôn. Ok, hai NT lên level 10 hết rồi, tem bạn trên level 7-8 thôi. Ok, mình quýnh cái này mình sẽ được 3 viên kim cương nữa các bạn. Khi mà đủ kim cương mình sẽ mua một cái con rồng mới mình làm cho các bạn xem, rất là tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái con hệ quả, hệ mộc của mình. Đó, con hệ mộc quýnh này. Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu của hệ mộc. Phun ra và cho mấy cái sợi dây leo quấn quýt, gọi là quấn quýt dây leo các bạn. Ok, mình cũng bị thốn với con này luôn. Đây còn có 1000 thôi. Xài chiêu số 2 đi. Tấn công. Chiêu số 2 là cái cây chui lên từ lòng đất các bạn ơi. Chiêu số 2 của cái con này hơi bị đẹp. Con này hệ nước, kỹ hệ với mình rồi, quýnh mình không thấm đâu. Thấy chưa? Đam của mình được tăng lên khi mà quýnh con kỵ hệ các bạn. Tấn công nào. Đi bụi liền, thấy chưa, mình nói mà. Đam của mình sẽ tăng lên rất là khủng khi quýnh với con kỵ hệ. Con này nó xài chiêu số 2 với mình. Không sao, mình không sao các bạn. Cùng hệ là quýnh không có, cùng hệ là xài tuyệt chiêu không có được. Cùng hệ chỉ là quýnh thường thôi. Đây. Ok, cho ai quýnh mình không thấm nữa đâu. No dam liền, thấy chưa?
Quá tuyệt vời, hãy xem HNT xử cái cô bé này một cách ngon lành luôn đây. Ok, tem bạn level 10 ngang ngửa mình luôn, không phải dạng vừa đâu. Chích cho một mũi nữa nè. Chích nè. Đó, thấy ghê chưa, thấy HNT lợi hại chưa. Ok, chúng ta vừa thắng một màn thắng rất là đẹp luôn. Victory. Hôm nay HNT quýnh toàn thắng luôn các bạn. Ok, còn một trận nữa là chúng ta sẽ được 3 viên kim cương nữa. Mình sẽ... nó không cho mình quýnh nữa các bạn ơi. Nó cho mình nghỉ làm ơn chờ sau 5 tiếng nữa mới được quýnh nữa. Ok, mình vừa làm xong cái nhiệm vụ rồi. Mình lên level 10 rồi các mọi người ơi. Ok, chúng ta có vài món đồ mới đây. Ok, thôi bỏ qua đi. Bỏ qua những cái vấn đề này đi, nó đang quảng cáo từ lưu hộp dừa. Đây, nó kêu mình đó là nâng cấp lên. Sen với 11 hả? Sen Dragon là sao ta? Chia sẻ hả? Hay gửi hả? Là sao? Giống như cái dạng giống như là mình phải... ba con này mà gửi đi đâu đây? Mình có ba con thôi. Gửi hai con thôi được không? Ok, cho hai con vô đó được rồi. Để đây mình còn đi quấn lộn nữa chứ. Ok, mình lên level 10 này các bạn. Và chắc là shop sẽ có cái gì đó thay đổi chứ. Shop sẽ có đồ mới đây. Hãy cho HNT xem cái shop có bán cái gì nào. Bán bằng tiền rồi này các bạn. Đây rồi, 25 tiền. Ok, mình sẽ xây bên cái vùng đất mới của mình luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là đấu trường hay gì đây các bạn. Đi vào xem coi có gì trong đây. Ok, quá tuyệt vời. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Và mọi người thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái trò gì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Ok, và mong các bạn hãy chia sẻ video ủng hộ giúp mình với. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.